Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục có cái bảng giá sắt thép Hòa Phát mới nhất trong ngày hôm nay để gửi tới quý vị và các bạn xem và theo dõi video của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em nhé. Thì cũng như là rất nhiều ngày em cũng hôm trước em cũng đã thông báo cho các bác rồi, tức là sắt thép nó đã giảm lần thứ 15, thì rất có thể là nó sẽ giảm nhiều rồi, thì rất có thể là nó sẽ quay đầu tăng lại. Do vậy là đúng như ý rằng từ hôm 30 tháng 8 thì sắt thép chính thức đã lại tăng thêm một lượt, bắt đầu quay đầu là tăng tăng giá rồi nhớ bác nhá. Thì cái mức độ tăng như nào thì mời các bác đi xem và theo dõi video cụ thể. Thì trước khi đi vào cái bảng giá sắt thép mới nhất thì em cũng xin đọc qua cái thông báo từ bên nhà máy Hòa Phát ngày 30 tháng 8 năm 2022. Kính gửi quý khách hàng, trước hết công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát Hưng Yên xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các quý khách hàng trong thời gian vừa qua. Trước tình hình giá phôi thép nguyên vật liệu đầu vào tăng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Phát Hưng Yên quyết định tăng giá bán sản phẩm cụ thể như sau: điều chỉnh tăng giá sản phẩm so với giá bán hiện tại, thép cuộn xây dựng là 200.000 đồng trên 1 tấn. Như vậy là em chốt hạ lại một câu là sắt cuộn là tăng 200 đồng 1 kg. Đấy là về sắt cuộn nhá, còn sắt cây thì chưa thấy thông báo gì. Khi nào sắt cây tăng thì em sẽ thông báo với các bác sau. Như vậy là cũng đã bắt đầu báo động là sắt thép quay đầu tăng giá. Do vậy là có nhà bác nào mà đang chuẩn bị sắp sửa xây dựng hoặc là chuẩn bị xây dựng sang năm tới thì cũng rất mong các bác là chú ý điều này và xem video của cửa hàng nhà em nhiều hơn để mình nắm bắt được, để mình có cái lịch trình mua hàng và đặt hàng. Thép cuộn xây dựng tăng 200.000 đồng một tấn, giá trên chưa bao gồm VAT. Phạm vi áp dụng là toàn quốc các bác nhá, tức là lần này là không kể miền Bắc hay miền Nam mà là tăng trên toàn quốc luôn. Thời gian áp dụng từ 30 tháng 8 năm 2022, tức là từ hôm 30, thì rất mong các bác là thông cảm. Hôm 30 và hôm qua là em đi ăn cỗ, do vậy em không làm được video để phục vụ các bác. Thì sáng nay mới dành chút thời gian thì em làm video để thông báo cho các bác nắm được là sắt thép nó đã tăng là đi, nhưng mà mới tăng sắt cuộn thôi các bác nhá. Nó tăng là tăng không đáng kể, có 200 đồng 1 kg thì nó không đáng kể gì. Do vậy các bác là rất mong các bác lưu ý là mình mua hàng và đặt hàng sớm cho nó được giá cả nó hợp lý nhá. Vì thực tế là bao giờ người ta tăng là người ta cũng sẽ tăng kiểu báo động. Do vậy là trong thời gian tới thì rất có thể sắt thép sẽ tăng. Do vậy các bác lưu ý giúp em. Phạm vi áp dụng là toàn quốc, thời gian áp dụng từ ngày 30 tháng 8 năm 2022. Mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý khách hàng. Thì công ty thép Hòa Phát Hưng Yên. Đâu bây giờ thì sau khi đã tăng giá đối với lại sắt cuộn thì nó đang giữ ở mức giá là bao nhiêu, thì em mời các bác đi xem và theo dõi video nhá. Thì trước khi mình đi vào cái bảng giá cụ thể cũng như mọi hôm ấy, thì em rất mong các bác là xem video thì mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em, và đồng thời các bác ấn vào cái nút chuông thông báo để cập nhật xem video mỗi ngày. Từ 8 giờ sáng hàng ngày thì cửa hàng nhà em sẽ có cái thông báo giá mới nhất từ bên nhà phân phối để phục vụ các bác. Còn cái bảng giá mới nhất trong ngày thì hôm nay thì phi 6 trơn sau khi tăng 200 đồng 1 kg thì đang giữ ở mức là 15.900 đồng 1 kg. Phi 8 gai sau khi tăng 200 đồng thì đang giữ ở mức giá là 16.000 đồng 1 kg. Mức giá cũ là đi sắt 6 là đi 15.7 thì lên 15.9. Sắt 8 thì từ 15.8 lên 16 là tăng 200 đồng 1 cân. Còn cái sắt cây thì phi 16,2 kg hàng dân dụng đang có giá là 100.000. Phi 17,2 kg hàng công trình có giá là 116.000. Phi 12,9 cân 9 hàng CB3 có giá là 160.000. Phi 14,13,55 kg hàng CB3 có giá là 218.000. Phi 16,17,2 kg có giá là 276.000. Phi 18,22,45 kg hàng CB3 có giá là đi 360.000.
Phi 20 27,7 kg, hàng CP3 có giá là 444.000. Phi 22 33,5 kg, hàng CP3 có giá 538.000. Phi 25 45 kg, hàng CP3 có giá là 701.000. Như vậy là cái bảng giá sắt thép Hòa Phát của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay thì mới tăng sắt cân, sắt cuộn, còn đâu sắt cây thì chưa thấy thông báo. Khi nào có cái thông báo tăng giá hay giảm giá mới nhất thì em sẽ gửi tới quý vị và các bác khách hàng sau. Còn cái giá nguyên vật liệu của cửa hàng nhà em thì cái cắt vàng đang có giá là đi 650.000 một khối. Cắt đen, cắt trung hà thì đang có giá là đi 260.000 một khối. Cắt nền thì có giá là đi 230.000 một khối. Và cái đá 12 thì có giá là đi 350.000 một khối. Đá 22 thì có giá là 380.000 một khối. Còn đâu cái gạch 3 chấm gạch A1 thì đang có giá là đi 11.150 đồng một viên. Và gạch nổ vòng thì có giá là 1.300 đồng một viên. Thì hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Rất mong các bác xem video mà mình